4 năm qua là những tháng ngày khó quên với biết bao những biến cố xảy ra trong đời sống ở khắp nơi. Cũng đã 4 năm rồi, Biên chưa về thăm nhà. Hôm nay, chị MV lại bày trò, một chiêu trò đã rất cũ, một món quà đã rất quen dành cho ba mẹ. Quà cũ thì đã sao? Ba chị em mình biết chắc, dù có tặng thêm ngàn lần đi nữa cho ba mẹ, món quà này vẫn luôn mãi mãi là điều quý giá nhất trần đời. Nhiệm vụ lần này là Mission Impossible. Sẽ có những cái khó khăn đó là tại vì ba Vi là một cái người rất là hay dòm qua dòm lại nghiên cứu gọi là chung quanh, cho nên là sẽ phải đặt ảnh để ảnh ngồi ở chỗ nào để ảnh không có cái tầm nhìn của ảnh sẽ không thấy được Bin nè. Cái thứ hai đó là một cái nhân vật cũng rất là nguy hiểm trong cái nhiệm vụ này, đó là nhân vật nằm với Nu, tại vì hai đứa cái mỏ nó lớn lắm, nó mà thấy cậu Bin là nó la cậu Bin là banh chành luôn, cho nên là hy vọng là xin vũ trụ hãy giúp con vượt qua được cái nhiệm vụ này. Mới được về thì cái lúc mà cách đây 2 tháng mua vé bay thì cảm giác rất là kiểu mỗi ngày mình phải đếm cái ngày nó kiểu nó -1 để mình về mình được gặp gia đình của mình. Hôm nay món quà bất ngờ đó chính là một buổi chụp hình gia đình cùng với nhau. Ra ngoài đi cho nó mát. Ở đây mát nha. Ba mẹ ngồi đây cho nó mát để là phải cho nó. Công thức của món quà mang tên hạnh phúc ư? Đâu có gì cao sang hay xa xôi, chỉ là được thấy nhau, được ôm nhau trong vòng tay, thấy nhau được bình an, mạnh khỏe và mỉm cười, chính là hạnh phúc đó. Mà không có pin thì mình cũng khóc trong lòng, mình nghĩ buồn không có pin để chụp tại gia đình. Nhưng mà khi nó xuất hiện đằng sau tưởng nó ghét hình không mà đâu có ngờ nó là pin thiệt. Rất là thương ba đứa con của mẹ, đi bỏ pin. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Mong rằng mùa Vu Lan này, tất cả những người cha, những người mẹ và những người con sẽ được ở cùng nhau, sẽ được ôm nhau trong vòng tay, và tất cả những tổ ấm ở nơi nơi sẽ tràn ngập trong yêu thương nhé. Ba năm nay thì thấy là ngày nào anh chị cũng vất
vững từ lầu 1 lên tới lầu 6, ngày nào cũng buồn thất thiểu hết trơn á, cho nên là chị em cô với già cũng khổ lắm. Không có thằng em trai con thì ngày nào cũng chứng kiến hai chú khỉ già này buồn bã hết trơn.